đặc biệt trong lĩnh vực phát triển. Hội nghị được chia thành hai phần, là phiên họp của các nhà lãnh đạo móc một và cái phiên lo họp các này, bộ trưởng. Phiên khai mạc sẽ ở cấp nguyên thủ quốc gia, chắc cũng 12 cm, sẽ do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì. Ngoài ra sẽ có 10 phiên thảo luận cấp bộ trưởng tầm về các chủ đề phát triển. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngày 19 tháng 8 năm 2023 của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 11 về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Con này mẹ nó không còn đẹp này nè. Con này bây giờ nó bị tình trạng như vậy thì tầm 3 triệu nha anh em ơi. Đó, nên vừa kiếm cái lò chép bỏ vô không được này. Đó, nó chỉ bị cái đó thôi, còn lại là nguyên hết nha. Ông đèn này, con này cũng cố lắm rồi nha. Đây, vô anh em coi cái nắp đai sơ đồ của nó đây. Đây, con này là Imperial G6012. Vừa kép mấy cái đời nào cũng cố lắm rồi nha anh em này, thấy không? Con này cũng xài bóng L84 này, bóng một chút thôi. Đây nắp của nó đây này. Đó, rồi chờ. Đây công tác của nó này. Tại địa phương đơn vị, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các quận huyện và thành phố thủ đức, các tổng công ty, công ty có cái lò triển khai kết quả. Cái lò này bản thân nó là cũng là lò full ren, là lò toàn giấy rồi, nhưng mà tiếng mít là nhiều vậy nè. Đơn vị địa phương lưu ý trong từng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần bám. Rồi, ok anh em nha, anh em nào chơi thì inbox nha. Nè, test mấy cái đài bóng đèn rồi. Còn là kết nhất là cái lo của nó này, lo nó này. Phối hợp và đề ra lộ trình thực hiện, tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi kế hoạch đến đội ngũ cán bộ công chức. Anh em mình nghĩ cái lo trép là kiếm cái lo trép khác kích vào cái này, kích công chức trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức. Rồi xuống con này nha. Đây là đội ngũ cán bộ công chức viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất.